của Campuchia, Phunanchum và Lakshmi Hin sẽ là đội thi đấu đầu tiên. Đây là cặp vận động viên mang số báo danh 14. Empty rooms behind me, no more nights alone. A table and some chairs for two. Now the world will find me with someone of my own. The loneliness at last is through. If everyone had someone just like you, then everyone would feel the way I do. Everybody ought to be in love. Everybody ought to have somebody. Everybody ought to be in love. Everybody ought to have somebody. Imagine having someone side. A bed for one can just be so cold. Someone you can talk to when your hands are tied. Someone there to have and hold. There's nothing more rewarding to pursue. Phần trình diễn của cặp nhảy đầu tiên tại nội dung slow foxtrot điệu đơn standard đã kết thúc. Hai vận động viên Phunanchum và Lakshmi Hin giữa sàn thi đấu và chờ điểm. Những thi đấu đầu tiên cũng mang lại áp lực không nhỏ cho bất cứ đội nhảy nào. Tất cả đều là 7.1 với 4 chỉ số và tổng điểm 28.2 dành cho các vận động viên đến từ Campuchia.